Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like video, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và hãy comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé, cũng là để tăng tương tác cho kênh ở cái bộ truyện mới. Rất mong các bạn hãy ủng hộ. Và nếu mà yêu mến và để có thêm chi phí để Phong có thêm tác quyền những bộ truyện hay cũng như là mua bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể ủng hộ Phong theo các hình thức ở trên màn hình nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 13. Sắc mặt của Lăng Nhược Đình cũng không biết là đang khóc hay đang cười, chỉ nhắm mắt gật đầu xem như đồng ý. Then chốt là người ta nhọc nhằn khổ sở định ra được chuyện lớn như thế này, nói người gánh chút trách nhiệm cho người ta cũng không chịu, thực không còn gì để nói. Nhưng mà Lam Nhược Đình khá lo lắng, ngày mai đến gặp người nhà họ Phương, không biết sẽ bị bên đó thăm hỏi như thế nào. Ngưu Hữu Đạo nhận miệng cười, cùng mấy vị bàn bạc cụ thể ngày mai chính thức gặp Phương gia phải như thế nào. Công việc cụ thể khi bàn chuyện cưới gả với Phượng gia đương nhiên là giao cho Lam Nhược Đình. Chuyện như vậy để cho Thương Triều Tông tự mình đàm luận là không thích hợp, để muội muội chưa xuất giá đi bàn cũng không thích hợp, cũng chỉ còn có Lam Nhược Đình. Còn Ngưu Hữu Đạo không phải là không được, nhưng mà hắn không muốn bận tâm đến mấy chuyện lễ nghi phiền phức này. Với hắn mà nói, dựng sẵn cầu cho các ngươi rồi, bày sẵn luôn cả đường cho các ngươi rồi, các ngươi mà còn không đi được thì không cần cứu nữa. Ở cùng một đàn heo, sớm muộn gì là cũng bị liên lụy chết, không bằng hắn cứ tranh thủ đi cho sớm. Vì vậy Ngưu Hữu Đạo quay đầu đi tìm chỗ nghỉ ngơi, để lại cho mấy vị chậm rãi tiêu hóa. Đạo gia, ta đưa ngươi đi. Thương Thục Thanh đi theo ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo coi đây là chuyện đương nhiên, không có từ chối, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Hắn cũng dần có hào cảm với nữ nhân xấu xí thông tình đạt lý này, chỉ cười dặn dò, buổi tối đi đường còn đội mũ sao, nhìn sao được chứ, cẩn thận đừng có để ngã. Thương Thục Thanh đáp, quen rồi. Dường như là trong câu trả lời của nàng ẩn chứa một tia xót xa, khiến cho hắn không tiện lấy chuyện này mà đùa giỡn, đổi đề tài. Lúc trước khi gặp nhau, làm sao các người đưa được cả đám hòa thượng Nam Sơn Tự đến vậy? Thương Thục Thành cẩn thận đi bên cạnh ôn nhu trả lời, trước khi đạo gia rời Nam Sơn Tự, có dặn phải giữ con yêu gấu đó lại, khi đi thì đương nhiên phải đem cho đạo gia, nhưng mà con yêu kia sống chết cũng không chịu đi một mình, nói rằng mình đi rồi chúng tăng Nam Sơn Tự rất khó tự sinh tồn, nếu chút còn lại cuối cùng ấy của Nam Sơn Tự cũng không còn thì sẽ rất có lỗi với lời dặn dò của trụ trì trước khi lâm chung. Nói chung yêu gấu nhất định là không chịu đi một mình, dù có gác đao lên cổ thì cũng không chịu bỏ lại đám tăng chúng kia. Hết cách, chúng ta đành phải đưa bọn họ tới cả, xem đạo gia định xử lý như thế nào. Đao gác lên cổ không chịu đi, Ngưu Hữu Đạo hơi kinh ngạc. Hắn không có hiểu rõ về cái thế giới này, nhưng mà cũng biết phần nào Phật Tổ và Phật giáo thờ phụng ở đây không phải là Thích Ca Mâu Ni, mà là một nhân vật khác. Mà hiện tại Phật giáo ở nơi này cũng không hưng thịnh, có vẻ như là đã từng ở thời kỳ hưng thịnh, đại khái là ở thời Vũ Triều, sau đó vì chiến loạn quá nhiều nên cũng bị ảnh hưởng, có vài phần giống như là 480 chùa Nam Quốc mây khói che lầu, biết mấy không. Phật môn dần dà sa sút, chùa miếu như là Nam Sơn Tự cũng chẳng còn. Không ngờ Phật môn sa sút như vậy còn có thể gặp một con yêu gấu kiên định tín ngưỡng như vậy. Trước kia hắn chưa từng gặp yêu tinh gấu nên khá là hứng thú với nó, hiện giờ lại càng cao hứng hơn. À đến một tiếng, vui vẻ hỏi, ta rất muốn gặp yêu tinh thà chết chứ không chịu khuất phục này. Quận chúa mời về thôi, sớm nghỉ một chút không cần tiễn. Thương Thục Thành cũng không có từ chối, lấy ra một bản khẩu cung. Ta đã từng đọc Dị Thú Lục, sau đó khi xem bản khẩu cung này phát hiện yêu gấu này cũng là kẻ có tên trong bảng, cũng không biết là đúng hay là không, kính xin đạo gia tự mình xem xét.
Nàng ta dâng bằng hai tay, hơi hạ thân, rồi xoay người rời đi. Yêu tình trên dị thú lục sao? Người hữu đạo sừng sốt, tràn trề hứng thú, đi tới một mái hiên có treo đèn lồng, mở bản khẩu cung ra xem, sau đó đưa cho viên cương đọc cùng, gật đầu nói thầm: gấu lông vàng ống, đào thường bất nhập, lẽ nào là kim vương hùng trong dị lục thú? Hắn cũng đã từng xem dị lục thú, viên cương thì chưa, chỉ xem qua khẩu cung một lượt, nắm đại khái tình hình. Nhìn viên cương cất bản khẩu cung đi, người hữu đạo thoáng nở nụ cười. Nữ nhân kia đúng là người cẩn thận đấy. Đi, chúng ta đi xem yêu gấu kia. Hai người đi tìm một thân vệ, hỏi chỗ trúng tăng Nam Sơn tự nghỉ ngơi, rồi đi thẳng tới một tiểu viện nhỏ, chừng 20 tăng chúng chia làm hai gian phòng nhét vào trong đó. Yêu gấu viên phường cũng ở đó, ở trong tiểu viện cũng có thân vệ. Gian lào buồn bà suốt chặng đường dài, đại khái các tăng chúng cũng mệt mỏi lắm rồi, đều đã ngáy khò khò. Còn yêu tinh vẫn là yêu tinh. Khi nghỉ hữu đạo xông vào phòng, chúng tăng đều ngủ say, chỉ có viên phương là đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa mở mắt ra. Thấy là nghỉ hữu đạo và viên cương, lão ta lập tức bò lên, cúi đầu khom lưng, cười rạng rỡ. Nghỉ hữu đạo đánh giá viên phương từ trên xuống dưới. Lão ta không cao, giống như một ông lão, gầy gò, lọm khọm, da khá đen, nhưng tinh thần rất tốt, vòng râu bạc trắng, hai mắt sáng ngời. Tăng y đã đổi thành thường phục, đội mũ che đầu trọc, nhưng mà nhìn từ dưới mép mũ vẫn nhận ra được là một tên đầu trọc. Nhìn các hòa thượng đang ngủ, người hữu đạo không quấy dậy, vẫy vẫy tay gọi viên phương ra khỏi phòng, đi tới phòng khách của tiểu viện. Vừa mới vào, người hữu đạo đã xoay người cười nói với viên phương đang đi vào trong: cởi quần cho ta xem một chút. Hả? Viên phương trợn tròn hai mắt rất do dự. Người hữu đạo khoát tay: không cần sợ, ta chưa từng thấy yêu tinh, muốn mở mang kiến thức thôi. Thì ra là vậy. Viên phương thở phào nhẹ nhõm, cũng thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ, chậm rãi cởi áo, lộ ra toàn thân lông vàng, còn chưa hóa hình hoàn toàn. Lão ta cúi đầu cụp mắt, mặc kệ hai vị kia tò mò đi vòng quanh mình đánh giá. Lông vàng còn bị nghi hữu đạo giật giật mấy cái, vẫn phải cố nhịn, không đành lòng cũng không được. Lão có thể phản kháng, nhưng hậu quả sẽ tai vạ đến chúng tăng Nam Sơn tự. Xoay chuyển vài vòng, người hữu đạo liếc nhìn sang viên cường. Viên cường rút chùy thủ bên mình, phất tay một cái, lưỡi đào xé gió xẹt qua người của viên phương, két một tiếng, là tiếng kim loại ma sát. Thực sự đã chứng minh, quả nhiên viên phương đào thường bất nhập, lông không đứt một sợi, da không xước một cái. Viên phương rất kinh hãi, xoay người lại, liên tiếp lùi lại tránh xa, cực kỳ nghi ngờ, không hiểu sao bọn họ lại dùng đến dao. Người hữu đạo vẫn hứng thú bừng bừng, vui cười, hớn hở nói: không cần sợ, không cần sợ, hiện nguyên hình xem nào. Thấy đối phương do dự, hắn nhíu mày, hỏi bằng giọng mũi: hả? Viên phương đã từng được nếm thủ đoạn của người hữu đạo, ba người Tống Diễn Thành cũng không bằng người ta, lão tà cũng không phải đối thủ quán. Bị khuất phục, từ từ mở đại lưng, cởi quần dài, chỉ để lại một cái quần ngắn rộng bên trong. Cởi quần áo cũng không sao, nhưng bị hai nam nhân nhìn chằm chằm không chớp mắt, lão tà đã tu luyện thành tinh, cũng có nhân tính, đương nhiên là cũng xấu hổ. Cởi giày, không còn vướng víu gì nữa. Viên phương hít sâu một hơi, như là thổi phồng cả người lên, tứ chi cũng biến lớn, mặt cũng phình ra. Ở trên đầu chọc bắt đầu mọc ra bộ lông vàng óng, da thịt trên mặt vặn vẹo biến thành màu đen. Quá trình này khá là buồn nôn, rất dọa người. Nhưng người hữu đạo và viên cương đều không phải người bình thường, cứ buồn nôn như thi thể người trong mộ cũng thấy nhiều rồi. Ngay cả cương thi cũng đã từng gặp, cảnh tượng trước mắt làm sao dọa được, họ chỉ cảm thấy mới lạ thôi. Viên cương bình thường vẫn luôn lạnh tanh, cũng có vẻ tò mò. Thoáng một cái, một con gấu lớn lông vàng chói lọi đứng trước hai người, cơ thể cường tráng, vừa cao vừa to, gấp ba lần ban nãy, uy vũ đáng sợ. Cái quần ngắn rộng rãi rách quấn quanh như là dây cỏ, tay gấu và da mặt đen thui, móng vuốt sắc bén. Như thế đồ chơi mới được mở rộng tầm mắt, hai người vây quanh con gấu lông vàng này rất thưởng thức. Con gấu lẻ lưỡi lắc lư chạy vòng tròn quanh hai người,
ánh mắt đầy ngây thơ, vô tội. Không biết hai người kia muốn chơi đến khi nào. Chỉ chốc lát sau, người hữu đạo lại liếc nhìn Viên Cương một cái. Viên Cương vung chùy thủ lên liên tục, nhưng mà chỉ có tiếng chàn chát của kim loại ma sát, hoàn toàn không thể cắt được lớp lông vàng bảo vệ. Đột nhiên hắn ta đổi thế, chọc thẳng chùy thủ vào đùi của Kim Mao Hùng. Lần này một đao thấy máu, cắm tới non nửa lưỡi đao. Con gấu vàng bị đau nhảy dựng lên, xin tha bằng tiếng người. Hai vị giơ cao đánh khẽ, buông tha cho bần tăng được không? Người hữu đạo đã xác định được rõ, bộ lông vàng này xác thực đau thương không ăn, nhưng mà chỉ có hạn, không ngăn được vũ khí sắc bén đâm thẳng. Bèn nhấc tay cười nói: thật lẽ, biến trở lại đi. Thân thể gấu lông vàng lập tức xẹp xuống như là một quả bóng cao su, biến lại thành viên phương kia, xoay người quay lưng, cởi mảnh vải rách trên lưng xuống, băng bó đơn giản vết thương trên đùi, rồi tập tễnh đi nhặt quần áo mặc lại. Xong xuôi, Viên Phương đường hoàng quay lại, sắc mặt có vẻ ai oán. Người hữu đạo đưa tay mời: người đi đứng bất tiện, ngồi xuống rồi nói. Viên Phương lùi lại hai bước, ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ trả lời câu hỏi của người hữu đạo. Khi lão ta nói về hành động của mình ở Nam Sơn Tự, giống như nhận tội với Tống Diễn Thành. Lần thứ hai cường điệu mình đã làm bao nhiêu chuyện tốt, thể hiện mình không phải là kẻ xấu. Người hữu đạo vui vẻ nghe. Mặc kệ lão ta vì chấn hưng Nam Sơn Tự hay là vì mưu tài cho bản thân, kiếm đầu ra lắm lý cớ như thế. Cứu tế một vài hương dân, liền tự nhận là cướp của người giàu, chia cho người nghèo sao? Vậy khác nào làm đủ chuyện xấu, rồi làm một chút chuyện tốt là có thể miễn tội. Còn lấy cái mỹ danh càn quét thổ phỉ nữa, rõ ràng là một núi không thể chứa hai cọp. Trên một mảnh đất mà lắm người hành nghề ăn cướp, sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của Nam Sơn Tự các người. Nên ăn luôn đám thổ phỉ kia chứ. Hai năm qua, vì tiền tài đã hại bao nhiêu mạng người, cướp được bao nhiêu tiền. Người hữu đạo ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên khay trà, hỏi. Viên Phương lắc đầu: không có tiền. Người hữu đạo cau mày cười lạnh: sao, sợ ta cướp tiền sao? Viên Phương lắc đầu: ngài hiểu lầm rồi. Vị trí của Nam Sơn Tự quá độc, không lấy được tiền của gì mấy. Trong chùa còn phải nuôi là nhiều miệng ăn như vậy, rồi tu sửa chùa miếu rách nát, thi thoảng lại giúp đỡ hương dân, chỉ còn lại mấy trăm kim tệ. Lúc trước đã bị mấy người vương gia cướp mất rồi, nói là để làm phí dụ cho bao người chúng ta ăn uống dọc đường. Người hữu đạo cười ha ha: hóa ra lão ta bị bọn Thương Triều Tông đang nghèo đói khát tiền cướp sạch rồi. Còn yêu gấu này, chả lẽ người cảm thấy mình oan lắm sao? Gặp chúng ta coi như người mày đấy, đi men bờ nước mãi, làm sao giữ được giày khô. Người trốn ở đó mà cướp, sớm muộn gì cũng đụng phải kẻ khó ăn. Gặp mấy tên tu sĩ chàm yêu trừ ma thì coi như người chết rồi. Không bằng thế này đi, sau này ngươi đi theo ta lăn lộn được không? Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một thân phận quang minh chính đại, để có thể ngẩng đầu cất bước. Viên Phương buồn bã khóc ta: pháp sư, ngài thả ta ra đi. Ta đồng ý với lão trụ trì sẽ duy trì Nam Sơn Tự rồi, cũng đã quỳ xuống phát nguyện với Phật Tổ, sẽ coi việc chấn hưng Nam Sơn Tự như là mục đích sống cuộc đời này. Nếu trái lời thề, xin xuống địa ngục. Ngư hữu đạo cười nói: dễ thôi, ngươi đi theo ta, sau này ta sẽ xây cho ngươi tòa chùa to nhất thiên hạ. Viên Phương ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi: thật sao? Ít nhất là cho ngươi đủ tiền để xây cái chùa lớn nhất thiên hạ. Viên Phương chẳng tin lắm, quan trọng là không muốn bị quấn vào thị phi gì. Châm trước một lát mới yếu ớt đáp: không cần phiền phức như vậy, cứ để ta tự tìm cách đi. Người hữu đạo cười lạnh: không để mặt sao? Cho ngươi cơ hội lần cuối cùng để cân nhắc, chớ có ép ta trở mặt. Viên Phương lập tức đổi thái độ, quả đoán thật gật đầu: được, sau này xin pháp sư dặn dò. Người hữu đạo quay sang nói với Viên Cương bên cạnh: sau này nếu con yêu này không thành thật, cứ giết hòa thượng ở Nam Sơn Tự đi. Viên Cường lạnh tanh gật đầu, lạnh mặt liếc nhìn Viên Phương đang ngồi trách phía đối diện. Viên Phương giật giật vội vàng quát tay: không có, không có, chúng ta đều là người đàng hoàng. Cứ thu con yêu tinh để lại, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Ngư hữu đạo hài lòng hỏi: hàn huyên lâu vậy còn chưa biết ngươi tên gì? Viên Phương bắt tay thành hình chữ thập:
Bần tăng Viên Phương. Ngư Hữu Đạo tức giận: vẫn tự coi mình là người sao? Viên Phương là ngươi sao? Hỏi tên thật của ngươi. Không có tên, trước đây trong chùa chỉ gọi ta là Tiểu Kim. Tiểu Kim. Ngư Hữu Đạo nhìn một hồi rồi chỉ Viên Cương: hắn ta là hầu tử, còn ngươi sau này gọi là Lão Hùng đi. Viên Phương nhìn sang Viên Cương kinh ngạc hỏi: ngươi là hầu tử? Bộ dạng như muốn nói người giấu tốt thật đấy. Ngư Hữu Đạo suýt không nhịn được cười. Viên Cương lại nhìn ra được lòng trung thành từ vẻ mặt của gã gấu tinh này, chính là thứ trung thành mà ai cũng thích đó, rất muốn đấm một cái tên đó. Chỉ nhàn nhạt hỏi: có biết gấu thường chết thế nào không? Hả? Viên Phương vừa sợ vừa khó hiểu, cẩn thận hỏi lại: chết thế nào? Viên Cương hất cằm sang Ngư Hữu Đạo chép miệng: hắn ta là Châu. Châu? Viên Phương hơi sửng sốt, trợn mắt kinh hãi hô lên: Châu? Ngư Hữu Đạo cười khà khà, xoay người chắp tay rồi rời đi. Mặc kệ Viên Phương, Viên Cương đi ra ngoài đuổi theo Ngư Hữu Đạo hỏi: đạo gia, hình như con yêu tinh này hơi bị ngốc, người thực sự muốn nhận nó à? Kiếp trước đạo gia cũng không thiếu huynh đệ thủ hạ, vì coi trọng người ta rồi thu nhận cũng là chuyện thường xảy ra, đây không phải lần đầu tiên Viên Cương chứng kiến. Ngươi lầm rồi, đây là loại biết cò biết rỗi, giả heo ăn thịt hổ đấy. Chỉ là nó không hiểu biết nhiều, thiếu kinh nghiệm giang hồ nên mới thất thủ trong tay Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh là kẻ tự đại, ngươi có tin không? Chỉ cần Tống Diễn Thanh ở lại Nam Sơn Tự lâu hơn một chút, tưởng an toàn mà lơi lỏng cảnh giác, 8/9/10 là không cần tới chúng ta, ý sẽ bị chính con gấu tinh này giết không? Viên Cường kinh ngạc hỏi: làm sao ngươi biết? Ngư Hữu Đạo khẽ gật đầu đáp: ngươi thử nghĩ xem, không nói chuyện khác nhé, hơn 20 hòa thượng kia vốn có thể nhân cơ hội mà bình yên thoát thân, nhưng trong lẽ tạ thần nguy hiểm như vậy còn chọn mạo hiểm đi theo gã. Hình như là lúc trước còn có mấy người bị bọn Tống Diễn Thành giết nữa. Lòng người là khó lường nhất, huống chi là một đám hòa thượng già tay dính máu, có thể thu nạp được đến mấy chục người như thế, há lại là kẻ ngu. Chỉ nhìn vào điểm này thôi cũng có thể thấy được phần nào gã không ngốc nghếch như người tưởng đâu, suy tính cũng khá đấy, cùng lắm chỉ là có chút vấn đề nhân sinh quan, giá trị quan mà thôi. Cái đáng quý là tài năng, muốn lấy được tâm của người như thế, chỉ đối xử tốt là vô ích. Chỉ là một thôi khiến cho gã phục, ngươi dạy dỗ gã thêm đi. Viên Cường nghe vậy trầm ngâm đăm chiêu, đột nhiên quay lại bỏ đi. Va vào Viên Phương vừa từ trong phòng đi ra, không nói nửa lời, gió chân đạp một cái, dầm một tiếng, Viên Phương vừa trúng một cước bay ngược trở lại. Viên Cường vọt vào, tay đấm chân đá, đầu gối cùi trỏ cùng kết hợp đánh như là phát điện. Trong phòng, Viên Phương kêu rên rồi xin tha không ngừng. Mãi lâu sau, tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại. Viên Cường vẫn lạnh tanh đi ra, không thèm liếc nhìn thân vệ đang kinh ngạc gần đó, kéo kéo lại quần áo, bước nhanh bỏ đi. Lát sau, Viên Phương mặt mũi sưng phù, đầu méo miệng, tập tễnh đi ra. Gã không hiểu sao tự nhiên lại bị đánh, một câu giải thích cũng không cho. Trong phủ thái thú, Phượng Đăng Bà chắp tay lặng lặng đứng ngước nhìn ánh trăng bàng bạc ở giữa màn đêm yên tĩnh, có vẻ thất vọng. Nghĩ đến nữ nhi gả nàng như vậy, lão cũng lo lắng phức tạp. Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng đi tới, phủ áo choàng lên vai của lão. Tuy mùa xuân đã ấm áp hơn, nhưng mà buổi đêm vẫn lạnh lẽo. Trượng phu của bà không phải tu sĩ, không chống được khí lạnh. Không chỉ trượng phu, thể chất của ba nữ nhi của bà không thích hợp để tu luyện. Bằng không xuất thân của mình, bà hoàn toàn có thể đưa họ vào Thiên Ngọc Môn, điều này cũng khiến cho bà tiếc nuối. Nhưng chịu thôi, cấu tạo kinh mạch người này khác người khác, chỉ có một số ít người thích hợp để tu luyện. Phượng Lăng Bà quay lại khẽ mỉm cười. Bạch Ngọc Lan đưa cho trượng phu một tờ giấy mỏng. Cha thiếp gửi tin tới, sau khi bàn bạc, Thiên Ngọc Môn quyết định tán thành chuyện này. Lo bên này không đủ người, phái người tới huyện Thương Ngô, nên đã khẩn cấp điều người tới rồi. Bình thường Thiên Ngọc Môn không thể chất đống tất cả nhân thủ ở quận Quảng Nghĩa,
vẫn phải bận tâm đến phạm vi thế lực. Người Thiên Ngọc Môn thu xếp ở đây, ngoại trừ làm hộ vệ, còn có một số ít phụ trách thu thập linh thảo thông thường. Bách tính quận Quảng Nghĩa hái được linh thảo đều bán cho những người này. Họ thu gom linh thảo xong sẽ tập trung lại đưa đến Thiên Ngọc Môn để Thiên Ngọc luyện chế đan dược hoặc để giao dịch trong giới tu hành. Trên thực tế, các môn phái tu hành đều phân chia thế lực như vậy. Trời đất bao la, linh thảo là thứ không phải nơi nào cũng có. Dựa vào các đệ tử môn phái leo núi xuống biển khắp nơi để tìm hái, hiệu suất sẽ không cao. Thứ này không phải là thứ người chạy nhanh nhất sẽ tìm được. Dù sao nhân thủ trong môn phái cũng có hạn. Có người tu hành dồn hết tinh lực vào việc đi tìm kiếm linh thảo sẽ không tu luyện được gì hết. Đương nhiên tài nguyên tu luyện không chỉ có quyền thu gom linh thảo mà còn cả tiền lương. Muốn tu luyện hiệu quả cao, không thể dùng ít các pháp địa tốn tiền, không thuộc phạm vi thế lực của mình, mấy ai có thể được người khác dễ dàng cho dùng đồ thuộc địa bàn của mình chứ? Phượng Lăng Ba nhận thư, nương theo ánh trăng đọc kỹ, rồi lặng lẽ vò trong bàn tay. Kết quả không ngoài dự liệu. Lão thở dài, nàng đã đi khuyên nhủ Nhược Nam đi. Vâng. Bạch Ngọc Lan khẽ gật đầu. Đúng lúc này quản gia Thọ Niên nhanh chân chạy đến hành lễ với hai người. Phượng Lăng Ba hỏi, thế nào? Đã sắp cẩn thận, ngày mai họ sẽ tới bái kiến lão già. Phượng Lăng Ba gật đầu. Bạch Ngọc Lan quan tâm hỏi, Thương Triều Tông kia trông như thế nào? Tướng mạo đường đường, rất có khí khái nam nhỉ. Bạch Ngọc Lan à lên một tiếng, yên tâm hơn phần nào, nhưng mà lại dâng lên một nỗi lo khác. Tướng mạo đường đường lại có thể coi trọng nữ nhi nhà mình sao? Bà ta không lo Thương Triều Tông không cưới nữ nhi của mình, bà ta biết y sẽ không dám, sợ là sau này y sẽ lạnh lẽo bỏ mặc nữ nhi của mình, để cho nàng phải chịu nỗi oan ức không thể nói với ai. Có đôi khi lạnh nhạt còn khiến cho người ta đau đớn hơn cả bạo lực. Sau đó không lâu, Bạch Ngọc Lan đi tới tiểu viện của nữ nhi, tiến vào khuê phòng. Trong phòng bốn nha hoàn Mai, Lan, Cúc, Trúc phụng mệnh cùng một tấc, cũng không rời nhìn chằm chằm Phượng Nhược Nam, phòng ngừa xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Còn Phượng Nhược Nam còn chưa cởi chiến giáp đã nằm đờ ở trên tháp. Bạch Ngọc Lan phất tay ra hiệu bốn phía nha hoàn lùi ra ngồi trên giường. Không chờ nương mở miệng, nàng ta đã nói trước, nương đừng có khuyên con nữa, con nói rồi, không lấy chồng là không lấy chồng, ai ép cũng vô dụng thôi. Bạch Ngọc Lan cả giận, ta cũng không muốn con xuất giá như vậy, nhưng mà tốt xấu gì con cũng là tướng quân thống binh, lẽ nào trên chiến trường không biết cái gì gọi là vì đại cục sao? Đột nhiên Phượng Nhược Nam ngồi bật dậy, tức giận hỏi, cái gì là đại cục? Con nghĩ là đại cục của Thiên Ngọc Môn đi. Nương hãy gọi ông ngoại tới gặp con, con cũng muốn hỏi người một chút, dùng chính ngoại tôn nữ của mình để thành toàn cho Thiên Ngọc Môn, có phải nam nhân vô dụng hết rồi hay không? Làm can! Bạch Ngọc Lan tát má nàng một cái, đột nhiên đứng phát dậy, chỉ vào nữ nhi mà trách mắng, không để ý đến đại cục Thiên Ngọc Môn, còn có thể có một quận Quảng Nghĩa an ổn sao? Còn không biết có bao nhiêu người đang nhằm nhằm muốn lấy mạng của cha con sao? Các đại môn phái cạnh tranh không tiến ắt phải lùi, người không lớn mạnh, người khác mạnh hơn sẽ muốn cướp đoạt của ngươi. Một khi Thiên Ngọc Môn đổ, quận Quảng Nghĩa còn giữ được sao? Cha ngươi, mẹ ngươi, cả huynh trưởng của ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Lẽ nào ngươi muốn như vậy? Bà ta tuyệt đối không nói ngoa. Các môn phái vốn có quan hệ lẫn nhau, người muốn có địa bàn to lớn hơn, cướp đoạt nhiều tài nguyên tu luyện hơn, sẽ phải có người quản lý tục sự giữ địa bàn cho ngươi. Đệ tử trong môn phái có đông thì cũng có thể ném hết tới thế tục đi quản lý chuyện quân chính. Địa bàn lớn, vứt ra bao nhiêu đệ tử tới trông nổi đấy. Chuyện này không thực tế. Không nói tới chuyện người tu hành sẽ dồn phần lớn tinh lực vào việc tu luyện, năng lực xử lý chuyện thế tục sẽ không bằng người thế tục, cho nên vẫn cần nâng đỡ người thế tục quản lý. Nâng đỡ nhân tài tuấn kiệt trong thế tục quản lý tục sự cho mình chính là phương pháp tốt nhất, tiết kiệm tài nguyên đệ tử trong môn phái nhất. Muốn có nhiều tài nguyên tu luyện hơn thì cần phải có địa bàn lớn hơn, mà càng cần địa bàn to lớn hơn sẽ càng cần nhiều đệ tử hơn. Không thể không đảm bảo an toàn cho những người nòng cốt quản lý tục sự của mình, nếu không rất có thể người đó sẽ bị đối thủ cạnh tranh giết chết. Đây chính là nguyên cớ để có pháp sư tùy tùng. Địa bàn mở rộng hơn, đương nhiên số pháp sư tùy tùng của môn phái phái ra cũng sẽ tăng hơn.
càng cần bồi dưỡng nhiều đệ tử, dẫn đến lại càng cần cung cấp tài nguyên tu luyện. Đây chính là quan hệ nhân quả. Phượng Nhược Nam bụng mặt, cắn môi, mắt ngấn lệ quang. Đương nhiên nàng không muốn người nhà gặp bất hạnh, nhưng mà nàng cũng muốn không muốn phải xuất giá một cách khuất nhục như thế. Nhược Nam, coi như nương cầu con có được không? Nương quỳ xuống xin con có được không? Bà ta đứng trước mặt nữ nhi, hai đầu gối khụ xuống quỳ. Phượng Nhược Nam vội vã đỡ bà lên, lắc lắc đầu. Nào có nữ nhi nào nhận nổi cái quỳ lạy của mẫu thân. Nước mắt lưng tròng nói: Nương, đừng có làm vậy, con gả đi để được chứ gì? Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc lên. Nương, con uất ức, Thương Triều Tông kia quá bắt nạt người mà. Phượng Nhược Nam rúc trong lồng ngực mẫu thân nghẹn ngào. Bạch Ngọc Lan vỗ vỗ lưng nữ nhi, đảm bảo: Con yên tâm, nương đã tính toán rồi, nương sẽ xả giận cho con, cha con cũng ngầm đồng ý rồi. Sáng hôm sau, Ngư Húc Đạo vẫn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong phòng. Viên Cường gõ cửa vào, đến bên cạnh nhắc nhở: Đạo gia, ba người kia bên ngoài cầu kiến. Ngư Húc Đạo chậm rãi thu công, thở ra một hơi, mở hai mắt. Đương nhiên hắn ta biết ba người kia là ai. Ngoài ba người Thương Triều Tông còn có thể là ai? Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên là ba người đó đang đứng dưới bậc thang, cùng tiến gần chắp tay chào. Đạo gia, rõ ràng có vẻ kính trọng hơn không ít. Người Hữu Đạo cũng chẳng để tâm, mình chẳng cần mấy thứ mặt mũi này. Nhưng mà thấy Thương Triều Tông như con gấu trúc, hắn ta cười phì. Phòng trường đêm qua vị này không ngủ được đây. Cười xong hắn ta đàng hoàng trịnh trọng chắp tay hỏi: Không biết vương gia có gì phân phó? Thương Triều Tông cười nói: Chúng ta đang muốn đi gặp Phượng Lăng Ba, mời đạo gia đi cùng. Chuyện này thôi ta không đi, các ngươi đi đi. Ngư Húc Đạo hớn hở xua tay, hắn ta hơi chột dạ. Chuyện đi xem sắc mặt người ta vẫn là để cho vị trước mặt này đi đi. Hắn ta thuận miệng hỏi: 10.000 kim tệ kia gom như thế nào? Thương Triều Tông bất đắc dĩ lắc đầu: Ở đây ta không quen người, không quen đất, thực sự không gom được nhiều như vậy. Y phất tay chỉ Lam Nhược Đình, chẳng thể làm khác gì hơn là để cho tiên sinh phải xấu hổ. Chờ lát nữa gặp Phượng Lăng Ba bàn bạc một hồi, tạm xin khất nợ, tới huyện Thương Ngô rồi tìm cách trả sau vậy. Nợ sao? Ngư Húc Đạo nhìn ba người: Ba người các người dằn vặt nghĩ cách cả buổi tối rồi nghĩ ra biện pháp như vậy sao? Các người đi tay không thế, lát nữa xám xịt quay về thì đừng có trách ta không nhắc nhở các người. Ba người hơi nghi hoặc. Theo lý thuyết hẳn là Phượng Lăng Ba nên biết tình hình hiện tại của bọn họ không có dư giả gì mới phải, bằng không cần phải mặt dày đi mượn tiền của Phượng Nhược Nam ấy. Tạm hoãn trả tiền một thời gian, đến huyện Thường Ngô rồi gom cũng được. Lam Nhược Đình khó hiểu hỏi: Phượng Lăng Ba không đến nỗi vì 10.000 kim tệ mà phải làm lỡ chính sự chứ? Mọi người đều hiểu chính sự mà lão nói đến là 10 vạn nhà tướng. Cả ba người đều không cho rằng Phượng Lăng Ba có thể vì 10 vạn kim tệ nhỏ nhoi mà bỏ lỡ đại sự như là 10 vạn nhà tướng. Đều nghĩ rằng nếu Lam Nhược Đình chịu muối mặt đến mấy nói mấy câu sẽ không có sao. Người Húc Đạo muốn nói gì đó lại thôi. Phòng trường bên phủ thái thú có người đang chờ bên này tới để xả giận đây. Bành Ngọc Lan đã nói rõ lời hung ác trước mặt mọi người, nếu cứ quay lại sẽ cực kỳ mất mặt, không biết sẽ bị dội bao nhiêu là chậu máu chó lên đầu. Nhưng cũng không tiện kể lại tình hình phủi trách nhiệm khi ấy của mình cho Thương Triều Tông, chỉ đành thiện ý nhắc nhở: Vâng ra, nam nhân rộng lượng, nữ nhân có thể sẽ khó mà dễ nói chuyện như vậy. Sợ là Bành Ngọc Lan muốn xả giận cho nữ nhi thôi. Có bà ta đứng chắn, không chịu chút lúng túng, khó mà gặp được Phượng Lăng Ba. Hắn ta vẫy vẫy tay: Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của ta, các người coi như là chưa nghe thấy gì đi. Tối qua không được nghỉ ngơi tốt, ta không phụng bồi, ta đi về trước nghỉ ngơi đây. Dứt lời hắn ta chắp tay chào, quyết định không đi. Hắn ta chẳng có gì phải lo, chuyện này Thương Triều Tông ăn chút đắng, chịu chút oan ức thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Cuối cùng nên gả vẫn sẽ gả, nên cưới vẫn sẽ cưới, có phải hắn ta mất mặt đâu. Thấy Ngư Húc Đạo xoay người muốn quay vào nhà, Thương Triều Tông nhào tới vồ lấy cánh tay của hắn cười nhăn nhó:
Đạo gia không ngại nói thẳng ra đi. Chuyện như vậy, thực ra y là người thấp thỏm nhất. Ra chiến trường đánh giết rơi đầu y không có sợ, nhưng mà lần đầu tiên đối diện với việc hôn sự này, lần đầu tiên đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, có thể thông cảm mà. Thèn chốt là y không đủ sức cưới nữ nhi nhà người ta, nhất là Nghi Hữu Đạo làm ra cái chuyện này lại để cho y chịu oan ức. Ngẫm lại có khó chấp nhận cũng là dễ hiểu. Tình hình thế này cũng muốn nhắm mắt đi vào nhà, y sẽ trằn trọc mất ngủ cả đêm mất. Bây giờ Nghi Hữu Đạo còn thả cho y một tín hiệu không ổn, y lại càng cảm thấy bất an. Nghi Hữu Đạo quay đầu lại liếc nhìn cánh tay bị y nắm lấy. Viên Cường cũng liếc nhìn bàn tay Thương Triều Tông muốn cản lại, hơi gồng lên lại thả xuống. Nếu là ở kiếp trước, căn bản Viên Cường sẽ không cho người ta cơ hội làm ra hành động vô lễ nào với đạo gia. Nhưng mà hiện tại gã đoán Thương Triều Tông cũng không có ác ý. Thương Triều Tông cũng ý thức được mình hơi thột thất thố, vội vàng buông tay. Nghi Hữu Đạo mỉm cười. Ta nói rõ rồi, không có việc gì lớn, chỉ thế thôi. Có điều ta vẫn kiến nghị vương gia nên suy nghĩ cho chu toàn, lo trước khỏi họa, chuẩn bị kỹ rồi khi nói chuyện cũng có chút tự tin, phải không? Thương Triều Tông không nói gì. Người nói vậy khác quái gì là không nói. Y cười khổ. Hiện giờ ta quả thực không có tiền, nếu lấy ra được làm sao phải khó khăn như thế. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc. Đường đường một quận vương, thủ hạ tốt xấu gì cũng có mấy trăm nhân mã, há lại bị 10 vạn kim tệ làm khó? Chẳng lẽ số nhân mã này không phải tiền sao? Thương Triều Tông giờ khóc giờ cười. Làm sao mà ta kéo ngựa ra ngoài bán được chứ? Người Hữu Đạo thở dài. Người không thể bán, nhưng mà ngựa có thể mà. Số ngựa này bán một nửa, gom bừa lại thế nào cũng phải hơn 10.000 kim tệ chứ. Hắn ta nói thật. Giờ đã là thời điểm chiến loạn, ngựa là thứ tài nguyên cực kỳ quý, đặc biệt là chiến mã, giá không thấp. Thương Triều Tông không nói được gì, rất muốn hỏi hắn ta xem suốt cuộc hắn ta đang có ý đồ xấu gì. Chiến mã là tính mạng thứ hai của kỵ binh mà. Bán chiến mã đi rồi, bảo mọi người đến huyện Thương Ngô như thế nào đây? Đồ quân nhu thì sao? Binh sĩ tự gánh chắc, hay là quay lại tìm Phượng Lăng Ba mượn ngựa? Y cong mày hỏi. Bán chiến mã không có thích hợp. Nghi Hữu Đạo lườm y, đường hoàng ra giang nói. Ai bảo ngươi bán thật, chỉ bán bắn tin thôi. Nói rằng Phượng Lăng Ba chê lẽ đề thân quá ít, vương gia ngài muốn bán chiến mã để bù vào. Sau đó ngài dắt chiến mã linh lợi ra ngoài, không phải mọi chuyện được giải quyết rồi sao? Lam Nhược Đình cùng với Thương Thục Thành nghe ra dụng ý của hắn ta, hai mắt sáng rực. Hắn ta muốn khiến cho Phượng Lăng Ba không ngẩng đầu lên được đi mà. Phượng Lăng Ba nghe được tin này nhất định sẽ phái người tới ngăn cản bọn họ bán ngựa, đương nhiên cũng sẽ không bức bọn họ trả nợ. Đạo gia cao kiến. Lam Nhược Đình vui vẻ phục tùng chắp tay. Dưới lượt vải lụa, Thương Thục Thanh nhuyễn miệng cười xinh, hai mắt nhìn Hiếu Đạo sáng lấp lánh. Lần này tuy chỉ là một việc nhỏ, nhưng mà tận mắt chứng kiến hắn ta hóa giải thủ đoạn của đối phương một cách nhẹ nhàng như không, cũng đủ để lấy được phần nào, khiến cho nàng lại một lần nữa cảm nhận được sâu sắc câu nói lúc trước của Viên Cương, ý thức được quả thực huynh muội họ gặp được cao nhân rồi. Thương Triều Tông cũng hiểu ý, đương nhiên Phượng Lăng Ba sẽ không để cho mình phải mang cái danh ác, lòng tham không đáy, trong lòng quách tính, nhưng vẫn lo được mất. Phượng Lăng Ba không ngốc, chuyện này rõ ràng như thế, làm sao không nhìn ra được dụng ý của chúng ta? Làm vậy chẳng phải chúng ta sẽ khiến cho người ta coi thường sao? Nghi Hữu Đạo lắc đầu. Làm vậy không hại ai, chút mặt mũi thôi tính là cái gì? Lẽ nào chút mặt mũi này vương gia cũng không ném nổi sao? Hay là vương gia rất để ý Phượng Nhược Nam, muốn kết hôn với nàng quá mà căng thẳng sao? Câu hỏi cuối rõ ràng là trêu chọc mà. Thương Triều Tông nào có để ý tới Phượng Nhược Nam, nhưng đúng là có vài phần căng thẳng, bị hỏi trúng hơi lung túng. Người Hữu Đạo cười ha ha chắp tay. Không cần nhiều lời, đã nói tới mức này rồi, làm hay là không làm là ở người ta. Hắn ta xoay người đi tới cuối vườn. Hôm qua còn chưa thăm thú kỹ lâm viên này. Chờ một chút, Viên Cường bước nhanh tới sau lưng hắn ta, đi theo nhắc. Đạo gia, người đã đi rồi, xem động tĩnh hẳn là làm theo lời ngươi. Nghi Hữu Đạo dừng chân bên một hồ nước hình vuông, chắp tay từ tốn nói. Việc hôn nhân thành công, coi như có thể trừ được cái hậu hoạn Thượng Thanh Tông. Dù không đổ, họ cũng sẽ không nhàn rỗi mà đối phó ta được.
chuyện của Thượng Thành Tông coi như qua được rồi. Tiếp theo là Tống gia, thực lực hơn xa chúng ta, khá vững tay vững chân đấy. Viên Cường im lặng, thầm thở dài. Thì ra đạo gia đã có tâm diệt trừ hậu hoạn từ Thượng Thanh Tông từ lâu. Xem ra quả thực hắn ta chẳng có tình cảm gì với Đường Nghi, căn bản chẳng quan tâm nàng ta là sống hay là chết. Không phải chứ, mới hôm qua ta còn tận mắt nhìn thấy mà. Một đoàn xe lẽ đề thân thật dài đó, vẫn còn chê ít sao? Phượng Nhược Nam là người nào chứ, hả có thể dễ dàng giả gã ra ngoài? Có điều bước một quận vương đến độ phải bán cả chiến mã đi, thái thú đại nhân há miệng to thật đấy. Trên đường xá quận thành, một đám thân vệ chậm rãi dắt ngựa đi. Người qua đường hai bên chỉ chỉ trò trò, bàn luận sôi nổi. Trong phủ thái thú, Phượng Đăng Bà đang ngồi trên đỉnh nói chuyện với Bạch Ngọc Lan, chờ Thương Triều Tông tới bái kiến. Quản gia thọ niên vội vàng chạy tới bẩm báo tình hình bên ngoài. Phượng Đăng Bà quay người lại, trừng mắt với lão. Bán chiến mã để bù vào lễ đề thân sao? Bản vương muốn y bù lễ từ khi nào? Thọ niên khẽ đáp, có lẽ là chuyện 10.000 kim thể. Phượng Đăng Bà xa sầm mặt mày, trầm giọng nói, trả nợ thì nói là trả nợ, kéo tới lễ đề thân làm cái gì? Cơ mặt Bạch Ngọc Lan cũng căng lên, hiểu ra, cắn răng nói, một đám tiểu nhân muốn quỵt nợ đi mà. Phượng Đăng Bà cười lạnh, Lam Nhược Đình kia thật có không ít trò gian mà, bàn tọa rất mong chờ được gặp đấy. Lão nghiêng đầu hạ lệnh cho thọ niên, người tự mình đi một chuyến, nói với họ quên chuyện 10 vạn kim tệ đi, dặn mọi người đừng có lo lắng, mau tới gặp ta. Vâng. Thọ niên thưa một tiếng rồi rời đi. Bạch Ngọc Lan lạnh băng, không lên tiếng ngăn cản, vì bà ta hiểu rõ dù sao ấn tượng của bách tính quận Quảng Nghĩa với trượng phu cũng không có thể. Đây gọi là lòng người, cũng là một trong những căn cơ của trượng phu để đối kháng với triều đình. Danh tiếng trượng phu trong thành này 10.000 kim tệ không thể mua, mình bức bách đòi tiền người ta lại dắt ngựa đi bán, không khiến người ta buồn nôn là không chịu thôi mà. Bà cực kỳ uất ức. Không bao lâu sau, mấy người Thương Triều Tông đi tới. Trong chính sảnh, khách chủ gặp mặt, Phượng Lăng Ba và Bạch Ngọc Lan đồng thời hành lễ. Xin chào quận vương. Dù sao bọn họ vẫn chưa làm phản, ít nhất phải giữ tôn ti thứ bậc, nhưng cũng chỉ là giới hạn ở mức khách sáo này thôi. Lễ xong, về cơ bản họ quăng Thương Triều Tông sang một bên. Lam tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phượng Lăng Ba cười ha ha, chủ động bước tới nắm tay Lam Nhược Đình, thân thiết vô cùng. Không phải lão giả bộ thân thiết, mà là thực lòng muốn kết giao. Người có chút địa vị thường có giả bao dung, khi bị lừa thì cũng có tức giận, nhưng mà sau đó chỉ cảm thấy thưởng thức. Ta không sợ người lừa ta, chỉ sợ người không có bản lĩnh. Trong thời loạn lạc này, sức một người chẳng thể lật nổi trời, chỉ có tập trung anh hùng hào kiệt cùng ra sức thì mới có thể làm nên đại sự. Hai người khen tặng nhau vài câu, Phượng Đăng Bà cũng cân nhắc chiêu trọng. Lam tiên sinh, ngươi thực sự không thành thật mà, còn chưa gặp mặt đã dám quay mặt bổn quận thủ, hôm nay tới phải phạt 3 chén đấy. Cũng là vì quá nghèo chẳng thể làm khác, xấu hổ xấu hổ. Lam Nhật Đình tỏ vẻ không quan tâm hơn thua. Còn Bạch Ngọc Lan kéo Thương Thục Thanh sang một bên nhiệt tình trò chuyện, rất có mùi vị thăm dò bà cô chồng giúp cho nữ nhi. Chỉ có Thương Triều Tông đã bị quẳng sang một bên, không ai để ý, một mình bưng chén trà thong thả thưởng thức. Hai bên gặp nhau, Lam Nhật Đình coi như là thoải mái ứng đối, phong thái bất phàm, khiến cho Phượng Lăng Ba cực kỳ tán thưởng. Kết hợp với chuyện bị lừa lúc trước, Phượng Lăng Ba còn khẳng định Lam Nhật Đình này chính là nhân tài hiếm thấy, có tâm tư muốn thu vào trong chướng. Dù sao Lam Nhật Đình cũng không phải là kẻ nông cạn, cũng là người có lòng thao lược, ứng phó trong hoàn cảnh này rất thành thạo điêu luyện, chỉ là không hiểu sở trường của Ngưu Hữu Đạo thôi. Luận về bày mưu tính kế quân chính, Ngưu Hữu Đạo chạy dài không bằng lão. Năng lực của Ngưu Hữu Đạo không rõ ràng, không thể nói rõ được. Lần này bàn luận, Lam Nhược Đình có thể nói rõ lợi hại trong việc quân chính, khiến cho Phượng Lăng Ba nghe xong phải gật đầu suy nghĩ sâu sắc. Dù Ngưu Hữu Đạo có nói tới trời đất điên đảo, hoa ở đầy mồm, thì cũng khó mà khiến cho Phượng Lăng Ba gật đầu tán thành. Sự khác biệt giữa hai người cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên,
Nghi Hữu Đạo cũng không muốn cái danh tiếng này, hắn ta quen ẩn mình rồi. Tiếp xúc một lúc, Phượng Lăng Bà rất thưởng thức Lam Nhược Đình, song phương bàn luận rất vui. Việc hôn nhân của Thương Triều Tông và Phương Nhược Nam không tiện kéo dài lâu, chọn lấy ngày tốt gần nhất là 3 ngày sau. Tiểu Vương ra mắt nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Trong ngoài tất cả đã nói chuyện xong, một nhóm người tụ tập ở chính sảnh. Ngay trước mặt mọi người, Thương Triều Tông chắp tay hành lễ vãn bối, nói với Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan ngồi ghế trên. Đứng bên cạnh xem lễ, Thương Thục Thành thấy ca ca như vậy, hai mắt đã đẫm lệ, cảm thấy uất ức cho ca ca. Nghĩ tới cha mẹ, nếu cha mẹ còn trên đời, hôn sự của ca ca đâu thể qua loa như vậy. Đồng thời nàng ta cũng xúc động. Mấy năm này hai huynh muội bọn họ, bất kể là trong thiên lao hay là ngoài thiên lao, đều không có dễ dàng. Vừa mới ra khỏi thiên lao không bao lâu, chỉ chớp mắt ca ca sẽ phải thành thân. Nàng ta không biết mình đã thất lễ bởi vì vui mừng mà rơi lệ. May mà có khăn che mặt chăn ngăn trở, người ngoài không nhìn thấy được. Lam Nhược Đình mang theo nụ cười trên mặt, đứng ngoài quan sát, trong lòng cũng buồn bã. Nếu Ninh Vương còn sống thì cần gì đến nỗi như thế này. Trong lòng Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan sao mà không xúc động. Nếu đổi thành trước kia, con trai của Ninh Vương có thể thành con rể của bọn họ, đó là chuyện nghĩ cũng không có dám nghĩ. Sau lễ, người nhà họ Phương mới đổi cách xưng hô với chú rể Thương Triều Tông. Bên này cũng có bao lì xì tiền thưởng. Chuyện bao lì xì tiền thưởng, Lam Nhược Đình đã sớm chuẩn bị sẵn. Dù là bọn tôi tớ, mỗi người đều được một viên kim tệ, ra tay tương đối hào phóng. Tôi tớ nhận được phần thưởng đương nhiên là mừng như điên, liên tục nói lời cảm ơn, thân mật gọi tiếng cô ra. Có đôi khi chính là như vậy. Đối với nhân vật như là Phượng Lăng Ba đây, Lam Nhược Đình có thể trực tiếp cho thấy trong túi eo hẹp, nhưng mà không tiện keo kiệt với bọn tôi tớ. Bởi vì Phượng Lăng Ba có thể không nhìn những vật ngoại thân này, nhưng bọn tôi tớ thì phải dựa vào những vật ngoại thân để kiếm sống. Sẽ để ý, ít thường sẽ làm bọn tôi tớ xem thường. Thương Triều Tông dù nghèo túng hơn nữa thì cũng không thể đám tôi tớ này thì thầm mắng to là mình keo kiệt. Chút thể diện này Lam Nhược Đình vẫn phải giữ gìn cho Thương Triều Tông. May là lúc ở chùa Nam Sơn đã cướp sạch một đám hòa thượng, chút tiền còn con đó Lam Nhược Đình vẫn lấy ra được. Trước khi từ biệt, Phượng Lăng Bà tỏ vẻ như trêu chọc dặn dò Thương Triều Tông một câu: Dễ hiền, hai ngày này hãy nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt, dưỡng tốt thân thể mới động phòng được. Chuyện bán ngựa đừng có tiếp tục nữa. Chuyện đã xong xuôi, ông ta lập tức thay đổi thái độ, không cần thiết ra sức gây khó khăn cho Thương Triều Tông nữa, rất có mùi vị lấy lòng khoan dung với Thương Triều Tông. Lời này vừa nói ra, Thương Triều Tông xấu hổ, hơi giờ khóc giờ cười với ý định ngu ngốc muốn bán ngựa chiến của Nghi Hữu Đạo. Có chút nghi ngờ, chẳng biết có phải là Nghi Hữu Đạo suy nghĩ quá nhiều rồi không. Vợ chồng của Phượng Lăng Ba hình như là đâu có khó xử như vậy. Biết tình hình kinh tế bên này eo hẹp thiếu túng, đã ôm đồm tất cả chuyện cưới xin về phủ thái thú một tay tổ chức. Đám người ra khỏi phủ thái thú, ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía phủ thái thú lần nữa, đều thấy như sực tỉnh từ trong mộng. Băng qua con đường gập ghềnh nhấp nhô, là một con đường bằng phẳng, thế mà lại cưới được gặp con gái của Phượng Lăng Ba. Vừa rời khỏi kinh thành còn hoảng sợ không biết tương lai ra sao, thực sự là nằm mơ cũng không ngờ để xuất hiện thay đổi không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đám thân vệ đi theo cũng hăng hái tinh thần, tâm tình phấn chấn. Cô biết Phượng Lăng Ba là chư hầu nắm giữ trọng binh một phương, vương gia cái con gái của Phượng Lăng Ba, triều đình nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường sống thực sự đã bày ở trước mắt, không cần liều chết, làm sao mọi người có thể không vui mừng chứ. Suy nghĩ của Thương Thục Thành đã đi tới trước nơi mọi người dừng chân một bước. Nghĩ tới người nam nhân thuận tay chống kiếm làm gậy, nghĩ tới người nam nhân đời nhác ngầm thờ dưới tán hoa đào rực rỡ kia như mây, khóe miệng không khỏi cong lên mỉm cười. Bây giờ nhớ lại tình cảnh ở dưới tán hoa đào hôm đó, ở nơi loạn thế này, chợt làm nàng ta cảm thấy an toàn khó hiểu. Dãy núi sừng sững, đất thiêng sinh ra hiện tại. Trong Thượng Thanh Cung, trưởng môn và ba vị trưởng lão ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bổ. Đường Nghi ngồi xếp bằng ở trên, ở dưới hai bên là La Nguyên Công, Tô Phá và Đường Tô Tố. Một tờ giấy đang quay vòng giữa bốn người. Nội dung trong tờ giấy là: Kim Sĩ bên ngoài đưa tin tới. Sau khi Đường Nghi im lặng
xem xong. La Nguyên Công xem rồi cũng không ngừng chậm rãi lắc đầu. Mặt Tô Phá vẫn không chút thay đổi. Đường Tố Tố cau mày. Tin tức là từ quận Quảng Nghĩa bên kia lan truyền ra ngoài. Tuy Thượng Thanh Tông xuống dốc, nhưng cũng không phải là người mù, người điếc, ít nhiều cũng nắm bắt được một số tin tức lan truyền. La Nguyên Công xúc động phá vỡ sự yên lặng trong điện. Phượng Lăng Bà lại gả con gái cho Thương Châu Tông, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Ngọc Môn có thể gánh chịu được áp lực của đương kim hoàng đế sao? Không được, Thiên Ngọc Môn gật đầu. Phượng Lăng Bà không có lá gan lớn như vậy. Chuyện này trưởng môn thấy như thế nào? Đường Nghi đáp: hôm nay đại yến, loạn trong giặc ngoài. Nếu chuyện hôn sự này thực sự có thể thành, chứng tỏ Phượng Lăng Bà cố ý muốn bảo vệ Thương Châu Tông, đương nhiên cũng sẽ giữ gìn nắm chặt Thương Châu Tông. Nếu không sẽ không dám như thế, chỉ sợ đương kim hoàng thượng cũng không dám trở mặt hoàn toàn. Xem ra chúng ta đã coi thường Thương Châu Tông, cuối cùng y cũng đột ngột tìm ra một con đường sống. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Nói xong nhìn về phía Đường Tô Tố. Đường Tô Tố hừ lạnh một tiếng: cuộc sống còn dài, có tìm được đường sống hay không còn phải nhìn xem mới biết. Tóm lại lựa chọn của chúng ta không hề sai. Phần rõ quan hệ giữa Ninh Vương đối với Thượng Thanh Tông có lợi không hại. Nếu không Thương Triều Tông lại cùng Phượng Lăng Ba nắm giữ trọng binh quấn chung một chỗ, tỏ rõ mưu đồ bất chính, quả thực là thêm dầu vào lửa. Lửa giận của triều đình nhất định sẽ dính líu đến chỗ Thượng Thanh Tông ta. Có triều đình không dám làm gì Phượng Lăng Ba, nhưng muốn đối phó Thượng Thanh Tông chỉ là chuyện dễ như bỡn. Chúng ta không gánh nổi hậu quả đó đâu. Đường Nghi và Tô Phá không tỏ thái độ. La Nguyên Công lại khẽ gật đầu: sư muội nó có lý. Đúng lúc này, một đại tử bên ngoài bước nhanh vào, chắp tay bẩm báo: trưởng môn, ba vị trưởng lão, đại tử Trần Quy Thạc ở ngoài điện cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Lời này nói ra, mí mắt Đường Tố Tố bỗng giật giật. Thương Triều Tông chạy tới quận Quảng Nghĩa cấu kết cùng với Phượng Lăng Ba. Bà nghĩ ngay đến tung tích của Ngưu Hiếu Đạo, không biết đám người Tống Diễn Thành có thuận lợi không. Ai ngờ nghĩ tới cái gì thì tới cái đó, Trần Quy Thạc đã về. Không thấy bọn ta đang nói chuyện sao? Y có thể nói chuyện quan trọng gì? Để cho y lui xuống trước đi. Đường Tố Tố cất tiếng quát mắng một câu, thấy hơi lo lắng, không muốn để Trần Quy Thạc đi vào. Ngược lại La Nguyên Công giơ tay lên ngăn cản: chẳng phải y cùng với Tống Diễn Thành tới kinh thành rồi sao? Quay về nhanh vậy. Y đột nhiên trở về, nếu có chuyện muốn báo, vậy sẽ không dám thêu dệt trước mặt chúng ta. Cho vào nói rõ ràng đi. Đường Tố Tố thực sự không tìm được lý do để ngăn cản nữa, nghĩ chắc Trần Quy Thạc sẽ không dám nói bậy cái gì, chẳng đã xảy ra chuyện gì khác sao? Lập tức giữ im lặng. Đường Nghi gật đầu nói: để y vào. Rõ. Đại tử đi vào thông báo lên tiếng thưa vâng, rồi đi ra ngoài. Chỉ một chốc lát sau, Trần Quy Thạc phong trần mệt mỏi, vội vã bước vào, đi vào trong điện. Thế mà lại bịch một tiếng, quỳ gối dưới chân của mấy người bọn họ, vẻ mặt sợ hãi: trưởng môn, ba vị trưởng lão, đã xảy ra chuyện rồi. Tống Diễn Thành và sư huynh Hứa Dĩ Thiên đã bị giết rồi. Hả? Toàn bộ mấy người đều đứng lên. Hứa Dĩ Thiên thì thôi không nói, nhưng mà nhà họ Tống sau lưng Tống Diễn Thành chính là bình phong che chở cuối cùng của Thượng Thanh Tông. Tống Diễn Thanh xảy ra chuyện, Thượng Thanh Tông không dễ ăn nói với nhà họ Tống. Đường Tố Tố giận tím mặt quát lớn: đồ khốn kiếp, nói bậy bạ gì đó. Bà ta dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Trần Quy Thạc không được nói lung tung. Nhưng mà Trần Quy Thạc lại làm như không thấy, bi thông nói: đệ tử không nói lung tung. Tống sư huynh và Hứa sư huynh đã chết trong tay của Ngưu Hữu Đạo. Bởi vì Ngưu Hữu Đạo có lời muốn để đệ tử quay về truyền lại, đệ tử mới may mắn nhặt được một mạng trở về. Mấy người khiếp sợ. Đường Tố Tố giận dữ mắng mỏ: nói bậy nói bạ. Phất tay tung một trường lực mạnh mẽ xông ra ngoài. La Nguyên Công và Tô Phá gần như đồng thời ra tay, đồng loạt phát ra một trường lực cản lại. Ầm một tiếng, một tiếng chấn động vang lên. Ba người trường lực đụng vào nhau, kinh phong bốn phía. Trần Quy Thạc đang quỳ dưới đất đột ngột bị ném văng ra, có thể nói là bị dọa tới toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Y muốn lộ diện trốn đông người chính là vì sợ Đường Tố Tố diệt khẩu.
Không ngờ Đường Tố Tố lại dám hạ sát thủ trước mặt nhiều người như vậy. Y đã đánh giá quá thấp lòng dạ ác độc của mụ già này. Nếu không phải hai vị trưởng lão khác ra tay ngăn cản, chỉ sợ cái mạng này đã không còn. Thực sự nghĩ lại mà sợ. Y dám không để ý tới cảnh cáo của Đường Tố Tố như vậy, đương nhiên là có chỗ dựa. Trên đường có người nhà họ Tống ngăn cản, bày mưu đặt kế làm việc cho y. Có nhà họ Tống làm chỗ dựa, y có gì mà sợ. Đường Nghi mím chặt môi, nhìn Đường Tố Tố mặt mày giận dữ. Có thể nói nàng nắm khá chắc tâm lý, bởi vì Đường Tố Tố đã ra ám hiệu sẽ không để lại hậu hoạn về Nghi Hữu Đạo. Chẳng qua không ngờ lại để cho Tống Diễn Thành ra tay. Là Nguyên Công lắc mình cản ở trước mặt Trần Quy Thạc. Thượng Thanh Tông còn chưa từng có đệ tử nào bị giết bởi chuyện bẩm báo. Nhìn chằm chằm Đường Tố Tố nói: "Sư muội, sao lại làm vậy? Chuyện này có gì không thể nói cho rõ ràng sao?" Đường Tố Tố cả giận: "Rõ ràng là y đang nói bậy nói bạ. Hướng đi của Tống Diễn Thành được kinh thành, còn Nghi Hữu Đạo lại đi về hướng huyện Thương Ngô. Hai phương hướng khác nhau, sao lại đụng vào nhau được? Tên này hẳn đã đang mưu đồ bất chính." Trần Quy Thạc hơi luống cuống, vội la lớn: "Đường trưởng lão, bảo muốn giết người diệt khẩu sao?" Dưới tình huống này, y cần phải tự bảo vệ mình. Lời vừa nói ra, Đường Tố Tố lửa giận ngút trời. "Nghịch đồ!" Lắc mình, hạ sát thủ lần nữa. Bóng người Tô Phá chợt lóe lên, cản bà ta lại, trầm giọng nói: "Để y nói cho hết câu cũng không muộn." Là Nguyên Công từ từ đi tới cạnh Tô Phá, sóng vai mà đứng, chứng tỏ bắt tay nhau đi cản Đường Tố Tố. "Sư muội, bình tĩnh chưa nóng, không nên làm vậy." Lời này coi như là đang cảnh cáo rồi đấy. Đối mặt với sự liên thủ của cả hai người, Đường Tố Tố tự biết không cách nào được như ý. Bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Đường Nghi, cả giận nói: "Trưởng môn, lần này nhất định là có người phái tới kích bác đi rắn. Kính xin trưởng môn phán đoán sáng suốt." La Nguyên Công nói: "Trưởng môn, trong đại điện này, đệ tử Thượng Thanh Tông chưa đến mức ngay cả nói cũng không thể nói. Có phải khích bác đi rắn hay không, nghe một chút không sao. Hơn nữa cũng không đến nỗi ngay cả chuyện còn chưa nói xong đã hạ sát thủ với đệ tử. Không có đạo lý như vậy." Đường Tố Tố thở phì phì, nhìn chằm chằm Đường Nghi, nhưng rõ ràng nàng không có để ý. Đối mặt với hai vị trưởng lão hộ pháp, Đường Nghi làm sao có thể thiên vị. Tô Phá kiệm lời cũng nhàn nhạt tạo áp lực một tiếng: "Sư muội, hơi quá đáng đấy." Đường Tố Tố phất tay áo hừ lạnh một tiếng, xoay người đưa lưng về phía bọn họ. Là Nguyên Công quay đầu trầm giọng nói với Trần Quy Thạc: "Nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tạm thời giữ được mạng nhỏ, Trần Quy Thạc ôm tim hơi bình tĩnh trở lại, cuống quýt nói: "Tống sư huynh không đi kinh thành, nói đi kinh thành chẳng qua là để ngụy trang, trên thực tế là âm thầm tuân theo Đường trưởng lão, bày mưu đặt kế, mai phục trên đường đến chùa Nam Sơn để diệt trừ Nghi Hữu Đạo." "Nực cười!" Đường Tố Tố khinh thường một tiếng. Mình xin ngừng tập này ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.